Bước vào mùa khô 2023-2024, nhiều hộ dân sống tại các vùng ven biển huyện An Minh đều lo thiếu nước sạch sinh hoạt hoặc chất lượng nước kém do bị nhiễm phèn mặn. Do vậy, các hộ dân ở đây đã chủ động chuẩn bị lu xi măng, kiệu đá, bồn nhựa để trữ nước ngọt, ứng phó hạn mặn. Anh Đổng Kiệt, ấp Thành Phong, xã Đông Thành, huyện An Minh cho biết, rút kinh nghiệm nhiều năm nên tranh thủ những trận mưa cuối mùa, anh hứng đầy 4 lu nước, mỗi lu chứa khoảng 800 lít, gần đủ nấu ăn và nước uống cho khoảng 4 tháng mùa khô. Theo anh Kiệt, dù nhà có khoan kẽ nước nhưng dự trữ nước ngọt vẫn tốt hơn. Theo anh, bà con ở đây ai cũng đều tiết kiệm và trữ nước ngọt. Điều anh Kiệt đang lo lắng hiện nay là nước trong vuông nuôi tôm của gia đình với diện tích hơn 15.000 m2, độ mặn đang ở mức trên 30 phần ngàn, sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất của gia đình. Hạn mặn năm nay thì cái nguồn nước mà chủ động sinh hoạt á, thì gia đình tôi nó có 4 cái lu, thì đã dự trữ nước mưa từ lúc đang chờ mưa. Bây giờ là sinh hoạt hàng tới đến bây giờ thì vẫn chắc đủ lu xài. Còn cái phần cái nước mà để chăn nuôi tôm á, thì tình hình nó mặn năm nay thì nó cao, những vuông hiện tại giờ nó từ 30 phần ngàn trở lên. Thì tôi rất lo lắng nếu mà thời gian mà còn hạn thế này nữa thì nó làm ảnh hưởng đến công việc nuôi tôm cua. Chị Nguyễn Thị Bé Ba, ấp Thạnh Đông, xã Đông Thạnh, huyện An Minh chia sẻ, gia đình có 5 bồn xi măng với thể tích mỗi bồn chứa 2 khối nước. Tranh thủ mùa mưa, gia đình hứng đầy 5 bồn nước này và chiết đầy vào 10 kiệu nước để dùng cho mùa khô hạn. Bên cạnh đó, gia đình còn trang bị thêm 6 lu xi măng để trữ nước ngọt cho sinh hoạt trong gia đình. Lý giải về việc gia đình có nhiều dụng cụ chứa nước là do khu vực của chị sinh sống không khoan kẽ nước được, nên gia đình đã mua rất nhiều lu khạp để trữ nước sinh hoạt, để đảm bảo nước sinh hoạt trong mùa khô hạn. Giờ hạn tới thì giờ cũng còn, nói chung là cũng còn nước xài tới, cũng trong vào mưa đó, cũng chắc có thể là đủ để xài tới đó. Chắc tới em cũng mua thêm, dự trữ thêm một chắc cỡ 50 cái nữa để em chứa nước mưa để xài cho đủ luôn. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, để ứng phó với hạn mặn, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn xâm nhập mặn như chỉ đạo chi cục thủy lợi vận hành các cống ven biển, ven bờ bao, đồng bộ để kiểm soát tốt mặn và giữ nước ngọt cho bà con trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt. Tình hình dự báo cái El Nino năm 24 và cái diễn biến mặn thật sự là khốc liệt hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Năm nay là lần đầu tiên là đối với những cái điểm khống chế trong cái vận hành cái lớn cái bé, trong đó cái tư cũng như là cái bé tại cái dòng ghiền thì chúng ta thấy rõ độ mặn đang duy trì ở mức trên 1 phần ngàn. Đây là qua nhiều năm là chúng ta chưa có hiện tượng này. Có thấy rõ là cái việc xâm nhập mặn rất là gắt khốc liệt. Do đó về phía ngành chuyên môn cũng đã phối hợp với đơn vị vận hành, các đơn vị liên quan chúng ta đã thông báo cho chủ động để bà con mình vừa chủ động cho nước sinh hoạt, vừa chủ động cho sản xuất để đảm bảo các cái điều kiện, thì ngành chuyên môn vẫn sẽ phải tiếp tục để thông tin cho bà con cũng như phối hợp với các địa phương, các cái ngành chúng ta vận hành tốt các công trình để đảm bảo được cái sản xuất cũng như cái nước sinh hoạt cho bà con. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết thêm về giải pháp phi công trình, ngành đã phối hợp với các địa phương triển khai lịch thời vụ, trong đó lịch gieo xạ sớm hơn một tháng so với cùng kỳ. Qua đó, những khu vực xung yếu đã thu hoạch trước Tết và những khu vực thường xuyên bị xâm nhập mặn như vùng tôm lúa thì đã thu hoạch xong với diện tích hơn 72.000 hecta, không bị ảnh hưởng mặn của năm nay. Ngoài ra, đối với lúa đông xuân chính vụ, những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng mặn cũng nhờ thực hiện sớm việc gieo xạ nên hiện nay cũng thu hoạch 80.000 hecta trên 280.000 hecta, cơ bản hoàn thành cho sản xuất. Về giải pháp công trình, ngành nông nghiệp đã cho đắp đập những nơi xung yếu để bảo vệ sản xuất. Chúng ta đắp đập ở những cái nơi xung yếu mà chúng ta khảo sát, chúng ta thấy là những nơi này nguy cơ rất là cao cho việc xâm nhập mặn thì chúng ta có xuống các cái đập. Kế hoạch thì chúng ta dự kiến là khoảng 58 cái đập, nhưng mà qua cái quá trình vận hành cũng như làm tốt thì chúng ta chỉ đắp có hơn 20 cái đập, chúng ta tiết kiệm cho tỉnh gần 10 tỷ đồng. Và những nơi cần xung yếu, ví dụ như là chỗ Hòa Điền, thì chúng ta cũng đã xuống đắp kịp thời trước Tết để mà đảm bảo được nước mặn không về ở những cái khu vực xung yếu chúng ta. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang, tình hình dự báo El Nino và diễn biến nước mặn xâm nhập năm 2024 diễn ra rất gay gắt, khốc liệt hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Độ mặn cao nhất năm xuất hiện trong tháng 3 và 4. Hiện trên sông Cái Lớn độ mặn 4 phần ngàn, xâm nhập sâu khoảng 50-55 km. Trên sông Cái Bé xâm nhập khoảng 10-15 km. Lượng mưa dự báo tháng 3 diễn ra cũng rất thấp, dưới 10 mm. Thời kỳ bắt đầu mùa mưa diễn ra vào giữa tháng 5, nắng nóng tiếp tục diễn ra cao điểm từ nay đến đầu tháng 5.